biết thấy đi làm về muộn nhưng mà toàn được đi chơi và điện tử, chả biết điện tử gì mà sâu. Ê, cà phê đại gia chịu chai thẳng mà. Cái chú nói chuyện gì ấy? À, em đang nói chuyện bạn của phòng em mà. À em hay toàn đi chơi đêm trở về nhà. Thằng nào? Duy Dương. À Duy Dương thì thằng đấy nhìn bê đêm vãi trưởng. Thằng đấy như là đàn bà hay sao ấy. Mà nói cái từ, đến cái từ đàn bà này có cái trò này rất là hay. Rất là hay luôn, không biết các chú muốn chưa? Thì cái đương nhiên đàn bà chơi không? Ông này trồn lắm thế này. Không, đàn bà không trôn, không trôn bây giờ nha, bây giờ có chơi không? Chơi để nếu mà các chú không dám chơi, các chú không phải đàn ông. Có chơi không? Sợ đấy, chơi luôn. Chơi luôn thế? Chơi luôn. Chơi thì chắc chưa? Chắc chưa? Thải vẫn nằm rồi. Chắc chưa? Chơi. Chơi đúng không? Này chắc chưa? Chơi. Chơi thì ok, bây giờ là tôi mới nói cái trò ra này. Ok thì là ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cuốn sổ đấy, chuẩn bị cho trò chơi này. Hôm nay là rủ chú ra đây là thứ nhất là uống cà phê, thứ hai là rủ chơi trò này đấy. Bây giờ đồng ý hết rồi nhá, thằng nào không chơi là không phải là đàn ông. Được. Đấy, thế thôi, chốt như thế thôi. Bây giờ là tôi sẽ xé ra ba tờ giấy và ghi vào đây, anh nói luôn trò nhá để cho chú đỡ lằng nhằng. Trò như này rất đơn giản. Bây giờ là ba thằng chơi. Hai thằng sẽ được cắt tóc rất là đẹp. Anh sẽ đầu tư cho chú vào 30 size cắt tóc. Thích làm gì trong đây làm, anh bỏ tiền ra. Còn lại một thằng cũng được vào đấy cắt tóc, nhưng mà cắt cái kiểu nó rất là đẹp. Hai thằng kia là cắt đẹp trai đấy. Còn một thằng nữa là cắt kiểu là cạo đầu, cạo chọc đấy. Điên rồi, sắp Tết rồi đấy ông ạ. Thế lấy chú bảo có chơi đúng không? Chơi sợ đấy, chơi. Nhìn rồi, chơi không? Chơi. Ông vừa đồng ý rồi, chơi không? Sắp Tết rồi đấy, mất Tết. Vừa đồng ý rồi, thế chú đàn bà đúng không? Đàn bà này hôm nay này, không nên đi bọn anh. Đàn bà chơi không? Đàn bà đàn ông. Sợ gì thấy bảo chiều nay sinh nhật người yêu mà đi chơi người yêu đẹp trai nhỡ may mà lại được cắt tóc đẹp trai thì sao? Nhưng mà chọc đầu sao? Chọc đấy là việc của ông. Bây giờ lúc đầu tôi bảo là có chơi không, có hết rồi. Chắc rồi đấy, bây giờ có chơi không? Mày hỏi bị cắt chọc. Chơi không? Mày hỏi câu cuối chơi không? Mày bị cắt chọc, anh Nam cho mày mượn mũ đi chơi người yêu được chưa? Đây mũ này đấy. Lúc nào tôi cũng thủ theo mũ này, nhưng mà hôm nay là tôi không đội mũ bởi vì là đầu tôi là đang có cờ đỏ sao vàng đấy. Nhìn như này thôi, nhưng mà không bao giờ đội mũ nữa, để như này cho chất. Còn mũ này bây giờ là cho những thằng cô nào mà tí nữa sẽ bị cạo chọc đầu sẽ được đội cái mũ này. Sao? Chơi không? Nhớ may mày lại chọc đầu đẹp trai không? Anh chơi là chịu được. Đàn ông đích thực chơi là chịu, không chơi bẩn. Chơi không? Anh dính em phải cạo. Ok. Em dính em cạo. Ok, chơi. Chơi. Ok đấy nha, ba thằng chơi nha, thằng nào lót pét, thằng nào không chơi là thằng đấy là đàn bà. Được. Thằng đấy là không phải đàn ông, ok. Được. Đấy. Rồi, okay. Bây giờ tôi sẽ ghi ra cái tờ giấy này, tôi chú ghi luôn cho anh đi. Anh đang quay. Bút này. Ghi vào. Xé ra ba tờ cho anh. Cứ xé ra ba tờ đi đã. Mỗi thằng một tờ. Tí nữa xúc sắc thằng nào bốc vào thằng đấy chịu. Đấy. Chơi là phải chịu đấy, đừng có kiểu vào trong đấy xong rồi chạy ra ngoài. Đàn ông đích thực. Đúng rồi, đàn ông đích thực. Đúng rồi, chuẩn đấy, kia nói đúng đấy. Ghi vào đấy. Cái tờ đầu tiên là cạo chọc. Được, cạo chọc to đùng đây. Đấy, cạo chọc, ok. Đừng để nhăn nha, không lộ ấy. Rồi, tờ thứ hai là tóc đẹp. Vào đấy, thằng nào được cái tóc đẹp thích cắt kiểu gì cắt. Rồi, tiếp. Tờ thứ ba, tóc đẹp. Ok. Rồi, đưa đây, đưa ba tờ đây. Ở đây là tôi có ba tờ. Hai tờ tóc đẹp, một tờ cạo chọc. Bây giờ là gấp vào, xúc sắc thằng nào bốc phải tờ nào chịu tờ đấy. Đấy. Rồi, bò chặt vào. Đưa đây, đưa đây. Đây, tôi đi cho đây. Không, không, không cần cho, ông cứ đưa luôn này. Đấy, ở đây là tôi có ba tờ giấy. Thằng nào bốc phải tờ nào chết tờ đấy nhá. Chơi đẹp nhá, bây giờ là xúc sắc đây là vô luôn nhá. Vô luôn này, bây giờ là đảo này. Đấy, đảo nhá. Bỏ đi. Đây của tôi một tờ. Cho ai ông xem trước đi. Đàn ông đích thực chơi là dám chiêu. Anh Nam phải đàn ông không nhỉ? Có phải đàn ông không? Có đàn ông đích thực, ok, chơi, chơi đẹp, chơi chịu. Đấy, bốc phải cái gì chơi cái đấy. Được. Nói làm. Nên nhiên được đi tập tập đẹp trai. Không phải đi chơi phải không? Tỷ lệ nó hơn thấp luôn. Ngoài hôm nay là được gái đi chơi người yêu. Quá phê luôn. Vừa không mất tiền được anh Nam vừa mời uống cà phê free. Nhưng mà quấn ngượng được không? Các chú bớt ăn mừng đi. Bớt ăn mừng đi được không? Quấn ngượng được không? Không phải cắn vào nỗi đau của anh đâu. Bây giờ là tôi chỉ còn cái mái tóc này khoảng tầm vài phút nữa thôi. Vào đây đi anh Nam ơi. Vào đây đi. Vào đây.
tao quên. Để ơi, ông mời ông ý kiến đi. Mời vào đi. Chào bà anh. Bà anh đến cắt tóc có thật lịch trước chưa ạ? Hôm nay lại có skinner mới này. Anh cho em ghi số điện thoại để em hỗ trợ đặt lịch cho bà anh. Có bao bước anh bước lên. Có số điện thoại. Vâng, cái phần mình cải tiến nhiều quá. Rồi, bây giờ là ngồi đây đợi cạo trọc đầu xong rồi đi tu. Đấy. Cạo đầu là cứ phải vào đây cho sang chảnh. Đã xác định cạo đầu là cứ phải vào đây. Phải nghe cạo đầu không cần gội đầu thì có được trừ gì giảm tiền. Em mời các anh uống nước ạ. Không vào đây, em xin. Ôi ngon thật, nước ngon. Uống từ từ thôi. Tóc đẹp rồi, cá tóc đẹp uống cái gì nó cũng ngon. Được. Vâng, em biết rồi, anh không phải nói nhiều. Không phải động chạm nỗi đau, em uống đi. Cạn đi. Chưa buồn. Biết rồi, uống đi. Ngon không? Ui. Uống hết đi, hay cạn uống hết đi, uống hết đi. Uống xong anh uống. Đấy các bạn thấy không, hai thằng nhà quê uống nước uống kiểu rất là thô tục, uống một phát hết luôn, người ta uống nước uống kiểu từ tốn thôi. Uống nó ngọt không ạ? Để tóc đẹp, để cắt tóc đẹp uống cái gì nó ngon. Biết rồi. Cứ uống đi, nên kia mà cắt. Sau công đoạn gội đầu thì là bây giờ là tôi sẽ đến công đoạn mà tôi cảm thấy là đau khổ nhất. Cạo trọc xong rồi gội đầu ra. Cạo xong gội tiếp. Ôi, cạo gội đầu gì? Bây giờ sẽ bắt đầu cạo cho anh nhá. Vâng, anh cứ cạo đi, anh toàn quyền của anh quyết định hết. Các bạn chuẩn bị đón nhận là NTN đầu trọc. Về mua lọ keo nữa thành đầu trọc hút keo luôn. Đi nhá. Vâng, anh cắt đi, anh cắt đi, anh cắt nhanh đi. Thôi chơi được một chiêu. Nhưng mà chỉ ra như này, nhưng mà chỉ ra để này xong rồi. Rồi anh để bên này em đi. Đấy, chứ phải để cái này kỷ niệm này tầm khoảng 2-3 giây nữa mà đi tiếp. Thôi vào đây, cắt vào đây nhỉ. Để anh em một tí đầu anh đẹp trai. Hai bên này, cắt xung quanh. Anh có muốn để lại 3 sợi cho đẹp không? Kiểu là cạo đi, nó kiểu là 3 sợi đấy. Kiểu để lại 3 sợi đằng sau này không? Thôi, anh để lại cho em cái cờ đỏ sao vàng, ok, cạo hết rồi à? Cạo hết rồi. Thôi cạo hết rồi. Tôi nhờ vẫn còn không hết được. Đó, nhưng mà bây giờ muốn để lại màu đỏ ấy thì vẫn còn thôi. Chỉ có cạo hết rồi. Đúng rồi. Không, không phải cười đâu, đẳng cấp như tôi nó như này, hiểu không? Con vào đây mà ngồi nó cạo, ngồi ngoài cười. Wow, để tao cạo nữa. Đừng làm anh buồn cười quá, đang đau khổ đấy. Để cạo nó mới chết anh ạ. Để thấy cạo nó mới chết. Để hai thằng bốc được cái ấy. Cứ để nó cạo thì để con em, để con em, để con em. Để mỗi thằng cạo tí. Ok anh. Ơ nhưng mà nhìn cạo nhìn đẹp trai hẳn ra. Đẹp trai phải trưởng luôn. Cạo lông mày không anh?
À, bốc thăm cạo lông mày phát nhỉ. Em đi anh để cái đoạn như này. Để luôn. Đấy, cuối cùng là cái quyết định cuối cùng của tôi là tôi để một như này. Mai mút keo cho đẹp. Đau khổ lắm các bạn ơi, khóc đến nơi rồi. Mai chừa nhá, bốc thăm mà. Dạ đúng là sáng tay lớp chuyên nghiệp khác, đấy để mình lớp chuyên nghiệp. Tóc còn đâu để mà vuốt nữa. Ok, sau quãng thời gian mà cắt gội với lại cạo đầu thì là bây giờ tôi đã có một mái tóc không một cọng lông, à không, không một cọng tóc, quyền nhầm, nó nhầm. Đấy. Thì là trước khi mà ra về thì là ở đây có anh Hưng MC của 30 Size muốn chia sẻ với tôi một vài điều. Ngày hôm nay thì mình rất vui khi mà Nam cùng bạn bè đến đây để trải nghiệm dịch vụ. Và hôm nay thì mình cũng muốn tặng cho Nam hai món quà. Đó chính là miễn phí hết các cái combo và dịch vụ hôm nay mà Nam và bạn bè sử dụng. Và thứ hai, món quà thứ hai đó chính là mình muốn nhờ Nam gắn cái link ở dưới phần mô tả của video này. À, mình muốn tặng cho fan của Nam 100 người đăng ký nhanh nhất, đó chính là giảm giá 20% dịch vụ tẩy uốn nhuộm. Ok, rất là cảm ơn 30 Size đã dành tặng cho tôi cái món quà đầu tiên. Rất là cảm ơn anh. 100 bạn đăng ký sớm nhất khi mà đến 30 Size sẽ được hưởng giảm giá ưu đãi 20% ưu tiên cho những bạn ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Các bạn chỉ cần vào cái phần mô tả mà tôi sẽ đặt ở dưới link video này để có thể đăng ký. 100 bạn đăng ký sớm nhất thì là sẽ được hưởng phần quà của 30 Size. Ok. Và không còn gì để nói nữa thì một lần nữa cảm ơn 30 Size đã hỗ trợ cho tôi miễn phí khi mà cắt gội với lại nhuộm nhiếc như này để anh em có thể đẹp trai bước ra đường. Ok rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của tôi. Chào các bạn. Xin chào bye các bạn. Bye.